Xin chào tất cả các thầy, các cô và các bạn. Trước khi vào buổi thuyết trình thì em giới thiệu đôi chút về bản thân em. Em tên là Trịnh Thị Mai Linh, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EDX. Mã sinh viên của em là CUV021HP011. Hôm nay thì em sẽ nói về phương pháp tư duy. Thì chúng ta đang sống trong một thời đại càng ngày càng phát triển, công nghệ càng ngày càng tiến triển hơn, và con người chúng ta thì cũng phải bắt buộc phải phát triển theo. Chúng ta phát triển đâu? Chúng phát triển ở trong tư duy và tư duy. Nếu mà chúng ta sống trong một cuộc sống mà nó phát triển như thế này mà chúng ta không học hỏi hay là chúng ta tìm tòi thì chúng ta tự đào thải chính chúng ta ra khỏi ngoài xã hội. Thì trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu tư duy là cái gì, và chúng ta phải tư duy như thế nào, chúng ta sẽ phải học như nó như thế nào. Theo quan điểm của mỗi con người thì tư duy có rất nhiều khái niệm khác nhau và nó rất là trừu tượng, không ai có thể giải thích nó được một cách rõ ràng tư duy đó là cái gì, mà nó sẽ được hiểu theo quan điểm của mỗi con người khác nhau, mỗi quan điểm của con người. Theo em thì tư duy nó là hoạt động của não bộ. Khi chúng ta tác động vào một vật nào đó mà chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta cần phải vận động não bộ thì nó sẽ tiết chế được ra tư duy, nó sẽ tư duy được. Và tư duy như thế nào, chúng ta phải tư duy một cách có hiệu quả. Chúng ta không thể tư duy được một lô xong rồi nó không ra làm sao cả, nó hay nó không có kết quả, nó không rõ ràng, không nên, nó rất là tốn thời gian. Chúng ta nên vận động hết não bộ và áp dụng những kiến thức cũ mà mình biết được để mình áp dụng vào các kiến, để tư duy được thêm kiến thức mới. Giống như một bài toán cũng vậy, một bài toán hình thì chúng ta vẽ hình thôi thì nó cũng đã khó rồi, giờ chúng ta phải suy nghĩ xem tính như thế nào và làm sao để có thể áp dụng cho phần sau nữa. Thì chúng ta phải vận động não bộ, chúng ta bắt đầu chúng ta phải tư duy, chúng ta phải nghĩ làm sao để nó không tốn thời gian của mình. Tính những câu hỏi phía sau, nó không tốn thời gian để mình phải tính đi tính lại mà phải tư duy một cách rõ ràng nhất. Cũng giống như là người ta tư duy làm sao để ra được một thứ gì đó mà người ta mong muốn. Các nhà khoa học cũng vậy, người ta cũng phải học, người ta cũng phải tư duy, mà người ta tư duy rất là nhiều để người ta điều chế ra được một cái gì đó, người ta tạo ra được một thứ gì đó mà người ta cần, hoặc là nhà nước cần, hoặc xã hội này cần. Học cũng vậy. Thế học cũng vậy thì học là gì và chúng ta phải học như thế nào? Theo quan điểm mỗi người thì học nó cũng có rất nhiều khái niệm khác nhau, không ai giống ai cả. Thì theo em, học để ở đây là trau dồi kiến thức, để biết thêm mọi thứ xung quanh mình. Mình có thể học bất kỳ nơi đâu mà chúng ta muốn, không ép buộc phải là học trên trường lớp hay là học ở các lớp học thêm. Lớp học thêm chỉ là giúp mình suy nghĩ được nhiều hơn, tư duy được nhiều hơn, phản biện được nhiều hơn. Rồi các nhà khoa học thì người ta cũng phải học thì người ta mới biết được, người ta mới bắt đầu tư duy được. Không ai mà sinh ra mà đã có thiên tài bẩm phú ngay được, rất ít và cũng rất là khó. Vậy thì chúng ta học như thế nào? Chúng ta học bất kỳ nơi nào chúng ta muốn, học những thứ mà nó có tốt với não bộ, tốt với chính bản thân mình. Học những cái mà mọi người xung quanh hay học này, như kiểu áp dụng được vào cuộc sống thực tế của mình, không phải là học xong để nó vứt đi. Trong phương pháp tư duy thì nó cũng có rất là nhiều các nhánh các khác, như là so sánh này, truy biện này, hoặc là sáng tạo này. Để mà so sánh thì một vật nào đó với một vật nào đó thì chúng ta hay lấy vật mình biết rồi mình đi so sánh với vật mình không biết. Ví dụ như mình mang một cái cốc ra, mình so sánh với một thứ khác, là họa tiết của cái cốc này nó khác với họa tiết của cái cốc này như thế nào, và chiều cao cái đáy của nó, bán kính và dung lượng.
dung lượng của nó và công dụng của nó như thế nào. Mỗi cái cốc thì nó cũng đều có một cách công dụng riêng. Và cái phương pháp tư duy này thì thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh doanh. Các nhà doanh nghiệp thường thường sử dụng cái phương pháp tư duy này để kiếm được khách hàng. Người ta sẽ dùng phương pháp này để tiếp cận được khách hàng dễ hơn, tiếp cận được xem người ta muốn mua cái gì và người ta cần cái gì. Rồi mình tiếp đến cận đến là mình sẽ cung cấp sản phẩm cho người ta. Mình lôi kéo người ta như thế nào mà để người ta mua được từ sản phẩm từ mình. Thường thường thì cái này rất là các nhà doanh nhân thì người ta sẽ cung cấp được và người ta sẽ làm được. Trong cái phần so sánh ấy thì chúng ta có thể lấy con gà ra, mình so sánh với con vịt. Nó giống nhau ở điểm nào và nó khác nhau ở điểm nào. Như con gà, con vịt thì nó giống nhau ở điểm nó đều có hai chân. Còn về phần lông thì nó khác nhau. Mắt thì có thể là giống nhau nhưng mà phần lông với cả phần đầu, đỉnh đầu thì có thể khác nhau. Đó. Về phần sáng tạo thì chúng ta phải hiểu sáng tạo là cái gì. Sáng tạo ở đây thì nó cũng rất là trừu tượng, không thể giải thích từ rõ ràng. Sáng tạo ở đây nó một phần từ tư duy mà ra. Khi chúng ta tư duy được thì chúng ta sẽ sáng tạo được. Chúng ta tư duy ra cái thứ gì chúng ta muốn thì cái từ đó não bộ sẽ bắt đầu sáng tạo. Sáng tạo như thế nào và để mình có thể làm ra được thành quả của chính mình. Mỗi người thì có một sáng tạo riêng, không ai giống ai cả. Chúng ta nên trong tư duy thì chúng ta có phương pháp truy biện, có nghĩa là người này hỏi người này kia trả lời thì chúng ta hỏi kiểu gì để mà để cho người ta phải không trả lời được nữa, mà đến mức mà người ta phải chịu thua, người ta phải bó tay với cả câu hỏi của mình, thì lúc đó mình đã truy biện phản biện thành công. Ví dụ như một chiếc đồng hồ đi, người ta cũng phải tìm cách để tạo ra được nó. Trước tiên là giờ này, xong rồi nó chạy bao nhiêu vòng này, nó gồm những cái kim gì này, như là kim phút, kim giây này. Đó, người ta cũng phải tìm hiểu và các chế độ hoạt động của nó như thế nào. Không thể sáng tạo ra hoặc là mình tạo ra một cái thứ gì đó mà nó không có tư duy hay là nó không học hỏi gì cả. Tất cả chúng ta đều phải tư duy hết và chúng ta phải học. Trong văn học cũng thế, văn học chúng ta cũng phải tư duy. Chúng ta tư duy trong những câu hỏi nâng cao này. Như ví dụ như người ta, mình viết về một bài văn nào đó thì mình các ý mà cô gợi ra thì chưa đủ đâu. Mình phải tự nghĩ ra, mình tư duy ra thêm ý của mình nữa thì khiến cho bài văn nó cảm thấy sinh động hơn, nó hay hơn. Hay trong môn vẽ cũng vậy. Môn vẽ chúng ta cũng cần phải tư duy, chúng ta cũng cần phải sáng tạo. Chúng ta không thể cứ thế mà chúng ta lấy tay chúng ta vẽ được. Não bộ chúng ta phải nghĩ đã. Nghĩ xem chúng ta muốn vẽ cái gì và vẽ ra làm sao, vẽ như thế nào và thành quả sẽ như thế nào, thì não bộ cũng phải suy nghĩ và cũng phải tư duy. Tư duy một cách nào? Tư duy một cách thật là ngắn gọn và xúc tích, không tốn nhiều thời gian của mình. Trong công việc cũng vậy, mình cũng phải tư duy rất là nhiều. Ví dụ như sếp giao cho một bản thảo này mà nó chỉ có từng này thôi, thì từng này ý thôi, thì mình phải nghĩ tiếp, mình phải nghĩ ra cái bản, mình phải sáng chế làm sao để cái bản thảo nó được hay hơn và hấp dẫn hơn. Đã, thì sếp mới ưng được, chứ không thể mình có thể làm một cái bản thảo mà kiểu làm qua la cho nó xong được, mà mình cũng phải tư duy. Mình tư duy như thế nào để mà sếp cảm thấy vừa ý với cả cái bản thảo đó của mình mà không bắt mình phải làm lại một lần nữa. Cũng trong ngôn ngữ cũng vậy, chúng ta không thể nói được, mồm chúng ta nói nhưng mà não chúng ta phải nghĩ, nói làm sao để cho đối phương mà cảm thấy vừa lòng. Đôi khi làm mất lòng tí cũng được, nhưng mà
cái gì đúng sự thật thì mất lòng thật. Nhưng mà trong công việc ấy thì chúng ta cần phải sử dụng não bộ và nhiều hơn là mồm. Chúng ta đi chơi bạn bè thì chúng ta có thể nói gì cũng được, nhưng mà trong công việc thì không thể. Chỉ cần lỡ một câu thôi thì coi như là kết thúc, chấm dứt hẳn. Đó thì chúng ta phải nghĩ, chúng ta phải tư duy làm sao để cho đối phương bên kia người ta cảm thấy đối hợp tác với người này được, cảm thấy là sẽ có hiệu quả cao và công việc năng suất sẽ đi cao hơn, nó sẽ cao hơn. Hay là một người công nhân đi, người ta đi làm ở trong một xưởng máy, người ta muốn làm một công việc một cách kiểu nhanh hơn thì người ta sẽ nghĩ, người ta sẽ dùng một phương pháp nào đó mà người ta suy luận ra, người ta tư duy ra để người ta làm một cách nhanh chóng và có hiệu quả, và công suất tất nhiên là cũng phải cao. Và cái thành quả đó thì tất nhiên nó phải đạt đúng yêu cầu của người chủ, người ta yêu cầu, miễn sao là thành công. Ví dụ như trong khoa học đi cũng được. Trong khoa học thì người ta muốn điều chế ra một chất gì đó thì người ta cũng phải tìm hiểu cái chất đó nó thích ứng với cả chất nào và phải điều chế làm sao. Chỉ cần sai sơ suất một cái là có thể hỏng, và chỉ cần một chất nào đó mình nhầm lẫn thôi thì mình cũng có thể là gây ra thiệt hại cho chính bản thân mình. Thế nên là các nhà khoa học thì người ta tư duy rất là nhiều và người ta cũng phải đi rất là nhiều, người ta không thể cứ thế mà người ta cho vào và người ta điều chế được. Người ta phải nghĩ, người ta phải vận động não, người ta cũng phải học làm sao để có hiệu quả và học làm sao để có thể áp dụng được. Và người ta cũng phải tư duy như thế nào, tư duy một cách có logic và có bài bản, chứ không phải là tư duy theo cái kiểu cho chập chờn, cho kiểu nó xong đi ấy. Kiểu làm cái này cho nó xong đi, xong rồi là dù nó có tốt hay không thì không quan trọng, cái đấy không nên. Hay là trong đời sống thực tế cũng thế, chúng ta cũng phải tư duy. Khi chúng ta muốn kiếm được đồng tiền thì chúng ta cũng phải tư duy như thế nào, và chúng ta phải học từ đâu. Chúng ta có thể tìm hiểu từ mọi người xung quanh này, học mọi người xung quanh này, rồi áp dụng vào trong công việc của mình. Thì muốn lôi kéo khách hàng thì chúng ta phải tư duy, chúng ta phải tiếp cận người ta như thế nào, và chúng ta phải xem rằng là mặt hàng nào đang nổi trội ngày nay. Tư duy một cách có bài bản và một cách rõ ràng. Khi lôi kéo được khách hàng rồi thì chúng ta phải nói như thế nào để cho người ta cảm thấy là mặt hàng mình tốt, mặt hàng của mình chất lượng, để có sự tin tưởng của khách hàng thì người ta mới bắt đầu người ta mua, người ta mới bắt đầu người ta dùng đến. Và chúng ta cũng phải tư duy như thế nào để không bị mất lãi, không bị mất lỗ, không bị lỗ vốn ấy. Thì khách hàng thì thường người ta hay trả giá mà, thì mình phải làm như thế nào mà khách không thể trả giá được, hoặc trả giá thì trả giá một phần rất là ít thôi, không quá nhiều. Thì đó cũng là một cách tư duy. Trong các doanh nghiệp thì người ta lại càng tư duy nhiều hơn, người ta tư duy thêm làm cách nào để có đối tác này, làm cách nào để có khách hàng này. Trong đối tác thì người ta sẽ về bản hợp đồng, thì người ta sẽ viết bản hợp đồng làm sao nó có logic, nó có tư duy nhiều hơn mà khiến cho người đối phương đọc mà cảm thấy tin tưởng được để ký hợp đồng với mình. Chứ mình không thể làm một cái bản hợp đồng mà nó tạp nham được, hay là nó không có chất lượng được, thì cái người kia người ta sẽ kiểu không dám tin tưởng với công ty này, thì người ta sẽ không ký hợp đồng, và có thể công ty mình có thể bị phá sản vì không làm ăn được. Thế nên ấy, thì chúng ta phải tư duy một cách có bài bản, một cách logic, tư duy hơi cho đủ. Chúng ta cũng phải sáng tạo, rồi chúng ta cũng phải học, chúng ta phải tự đặt ra bản thân của mình những câu hỏi để mình tự trả lời lấy, để mà có thể phản biện lại được người ta, và người ta không thể hỏi lại được mình nữa, cũng là một cách
trong tư duy thì nó sẽ có rất nhiều ngôn ngữ này, quan hệ này, hoặc là sáng tạo này, những thứ đó nó đều quan trọng. Ngôn ngữ cũng vậy, khi chúng ta muốn nói cái gì đó chúng ta cũng phải nghĩ, chúng ta không thể nói bừa bãi được. Nói bừa bãi nó sẽ kiểu ngoài đời đi với bạn bè thì không xa, nhưng mà trong công việc thì nó sẽ khác, nó sẽ dẫn đến một hậu quả khó lường. Với nhất là những người nổi tiếng nữa, người ta nói, ăn nói cũng phải có tư duy, cũng phải cẩn thận, không thì một ngày nào đó người ta cũng sẽ được nổi vì vài câu nói không được lịch sự cho lắm. Bài của em đến đây là kết thúc rồi. Em cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe ạ.